Chào các bạn, mình đang bỏ sỉ 50 cái đồng hồ thông minh giá rẻ dành cho anh em mua bán Tết nha. Đây, một lô là 50 cái nha các bạn. Anh em là mua 50 cái mới bán, còn mua mua lẻ là không bán. Mua lẻ là bán với giá lẻ là 150 ngàn một cái nha. Còn anh em là mua nguyên một lô 50 cái là tính 60 ngàn một cái nha các bạn. Một lô 50 cái tính 60 ngàn một cái, anh em mua về bán Tết nha. Anh em có thể lấy hàng tại khu vực bến xe miền Đông. Còn như anh em nào ở tỉnh thì vui lòng chuyển khoản ra bên mình ship bưu điện cho các bạn. Mỗi một cái đồng hồ như vậy là nằm trong cái bịch như thế này nha. Còn nguyên tem nguyên siêu. Đó, có tem sẵn. Đồng hồ thông minh smartwatch nha các bạn. Đó. Một cái bịch như vậy nó có một cái đồng hồ với một cái cọng dây sạc như thế này. À, anh em lấy nguyên một lô là 60 ngàn một cái nha. Về chị em nào ở nhà có thể rảnh bán Tết này nọ các bạn. À, đồng hồ thông minh nó có rất là nhiều chức năng trong đây nha. Đó, điện thoại nè, bỏ sim, bỏ thẻ nhớ vô dùng nha. Bỏ sim vô gọi nè, danh bạ nè, nghe nhạc nè, tin nhắn nè, chụp hình nè, ghi âm nè, Bluetooth nè, lịch nè, đồng hồ này, báo thức nè, xem file nè, đo tốc độ nè, các chế độ cài đặt nhắc nhở nè, Twitter, WhatsApp nè, Facebook nè, lên mạng nè, key code. Ở đây quay bài điện thoại này cái màn hình không có nét, các bạn nhìn ở bên ngoài nó rất là nét nha, nhìn bên ngoài rất là nét, tại do quay bằng điện thoại nên không có nhìn cái màn hình nó không nét được, do nó dư sáng quá rồi. Rồi, anh em nào muốn coi hình thực tế bên ngoài thì qua trực tiếp bên shop để coi nha các bạn. Rồi lưu ý giúp mình nha, bỏ sỉ một lần 50 cái nha các bạn, 60 ngàn một cái. Anh em nào mua một cái lẻ xài chơi là 50 ngàn một cái nha. Okay.